Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 5 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 2 Toái Mộng Đao. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 9, một tiếng kêu. Khi Lãnh Huyết quay đầu lại, chàng lại nhìn thấy tập mai hồng ló lên. Trong sát na đó, người kia đã vọt qua Lãnh Huyết, đối diện với nàng. Nếu như người đó muốn xuất thủ với Lãnh Huyết khi mà lướt qua người chàng, vậy thì cho dù là Lãnh Huyết có bị phân tâm bởi vì tiếng bước chân phía sau, y cũng sẽ chẳng làm được gì chàng. Bởi vì kiếm của Lãnh Huyết còn nhanh hơn cả ánh mắt. Nhưng mà kẻ này dường như đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lãnh Huyết, vì vậy cho nên y không dám xuất thủ mà chỉ tận lực đảo vòng. Lúc này, Lãnh Huyết mà xuất thủ ngăn chặn, tất nhiên là vẫn kịp. Chỉ có điều, chàng đã nhìn thấy đao của thập mai hồng vung lên. Một đóa hoa đã ra ba đóa hoa khác chói mắt, công thẳng vào điện môn của người bịt mặt. Lãnh Huyết thấy như vậy thì không khỏi chần chừ lại một lúc, vốn là vì tính khí tam tiểu thư của tập mai hồng, không biết nàng ta có thích người khác trợ giúp mình hay không. Hai là xem ra, tập mai hồng này cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Tùy võ công của nàng ta chỉ sợ không thắng được kẻ này, nhưng mà thua thì cũng là phải 200-300 hiệp mới thua được. Lãnh Huyết lại chỉ chần chừ một lúc, một chút nữa là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà một biến hóa không thể nào ngờ tới đã xảy ra. Tập mai hồng vung đao chém mông diện nhân. Mông diện nhân lại cùng thiết phiến đỡ lấy. Hai người cô hồ đều muốn phát lực làm cho đối phương ngã xuống. Nhưng mà mông diện nhân bất ngờ lại hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ làm một chuyện. Y lại dùng cánh tay còn lại đưa đến lật tấm khăn che mặt của mình lên. Y vừa lật lên đã lập tức buông tay. Tấm khăn che mặt lại kín khuôn mặt như trước. Giống như đúng vào khoảnh khắc này mà y lật mặt khăn lên đó, tập mai hồng đã phát ra một tiếng kêu đau thốt. Người này lại hướng lưng về phía thiết thủ. Lãnh Huyết thế nên cả hai đều không nhìn rõ gương mặt của y ra sao, nhưng mà có thể nhìn rất rõ biểu tình trên mặt của tập mai hồng. Trong sát na đó, gương mặt của nàng đầy những chữ kinh ngạc, quái dị và nghi hoặc. Kế đó, tập mai hồng thu đào, hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng vừa mấp máy khóe miệng, đối phương đã đụng chỉ điểm vào ba chỗ huyệt đạo trước ngực của nàng. Khi thiết thủ và Lãnh Huyết toàn lực bổ tới, mông dị nhân đã đặt một tay lên trên cổ của tập mai hồng, chuyển qua phía sau nàng. Lúc hai người định xuất thủ thì y đã đưa cừ nhà thiết phiến lên sát chiếc cổ trắng muốt nhỏ nhắn của nàng. Cả hai không khỏi thầm thở dài rồi lập tức sững lại. Bốn người đứng yên nơi đó, không ai lên tiếng. Lúc này tập thu nhài mới định thần lại, thấy tam muội lọt vào trong tay của địch nhân, không khỏi kêu lên kinh hãi. Đừng có làm hại tam muội của ta. Người kia lại cười lạnh lùng. Ta muốn gì không cần nói, chắc là các người cũng biết cả rồi đó. Không ngờ lại là một giọng nữ hiệp trầm trầm khàn khàn. Thiết thủ lại thở dài một tiếng, lại khẽ gật đầu. Vậy được, người đi đi, chúng ta sẽ không đuổi theo. Mông diện nữ nhân lại cười khanh khách. Người tưởng người nói như vậy ta sẽ tin người sao? Thiết thủ lại mỉm cười. Vậy người muốn như thế nào thì mới chịu tin? Mông diện nữ nhân lại gần giọng nói. Các người hãy lùi ra xa, ta ở trên cao, có thể nhìn được rất xa. Khi nào mà ta không nhìn thấy bóng của các người nữa, vậy thì các người mới được dừng lại. Còn nếu như các người dừng lại trong khoảng cách mà ta vẫn có thể thấy được. Y thì lại khẽ dựng lực ở trên thiết phiến. Chiếc cổ trắng ngần của tập mai hồng lập tức xuất hiện một đường máu nhỏ như sợi chỉ. Lãnh Huyết lại kích động kêu lên. Đừng! Mông dậy nữ nhân lại giết lên. Muốn ta không giết người, các người hãy lập tức xéo ngay. Thiết thủ và Lãnh Huyết đưa mắt nhìn nhau, có thể khẳng định chắc chắn mục đích chính của ba tên thích khách này đó là sát hại tập thu nhài. Vậy thì rất có khả năng vì cùng một lý do đó, bọn chúng sẽ không buông tha cho tập mai hồng. Đặc biệt là khi nàng đã nhìn thấy chân diện mục của y thị. Khi hai người và tập thu nhài đi ra xa, mông diện nữ nhân rất có thể sẽ giết chết tập mai hồng, rồi ung dung đào tẩu. Mông diện nữ nhân lại cơ hồ biết được hai người này đang nghĩ gì, lại rít giọng thúc giục. Thế nào? Vẫn còn không chịu quyết định. Ta sẽ giết chết nó. Lãnh Huyết và thiết thủ nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.
Mông Diện nữ nhân khống chế con tin, nhưng mà không hề bỏ chạy ngay, mà ngược lại còn uy hiếp bắt mấy người bọn họ phải rời ra khỏi hiện trường. Đây quả thực là một biện pháp cao minh và rất khó dò. Mông Diện nữ nhân lại cười gần. Các người đã không có sự lựa chọn nào khác. Bằng không, à ta sẽ chết ngay tại đây. Thấy gương mặt của Tập Mai Hồng lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi và phẫn nộ, ánh mắt hoảng loạn tột độ, cơ hồ giống như muốn nói điều gì, nhưng mà á huyệt đã bị chế trụ, cho nên nàng ta chỉ ú ớ được những tiếng vô nghĩa. Lãnh Huyết lại thầm thở dài, khẽ giẫm chân một cái rồi nói. Được. Thiết Thủ lại cân nhắc cục thế, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được phương pháp nào để chuyển bại thành thắng. Rồi chàng mới chú ý thấy, ngoại trừ thi thể của Quách Thu Phong treo ở trên xà nhà, xác chết của đại hán cao lớn Sử Đồng Côn, trên phong hỏa đài này còn có hai người ăn mặc giống như quân binh nằm trong góc, sớm đã tuyệt khí từ lâu. Có lẽ là binh sĩ canh gác tại đây gặp phải chuyện này cho nên mới can thiệp, kết quả đã bị đối phương sát hại. Ngoài ra còn có một cỗ thi thể nữa, ăn mặc theo lối gia đình, lưng đeo đầy dây lưng màu vàng. Kiểu phục sức này Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều rất quen thuộc, chính là trang phục của những tráng đinh ở trong tập gia trang. Chắc là tên gia đình này đã tới nhà của Quách Thu Phong để tìm Tập Thu Nhai, cho nên y mới không hề hoài nghi mà đi theo. Dọc đường, khi ngộ địch, có thể Quách Thu Phong đã phát hiện ra hình tích của kẻ này, cho nên đã giết đi. Hoặc giả là y đã bị chính người của mình giết chết, giết người diệt khẩu cũng là không chừng. Thiết Thủ suy nghĩ rất nhanh, thời gian chỉ chưa đầy nửa khắc, vậy mà Mông Diện nữ nhân đã có vẻ mất hết kiên nhẫn, rít lên nói. Được, các ngươi không đi. Ta sẽ lập tức hạ độc thú. Lãnh Huyết lại khẽ kéo ống tay áo của Thiết Thủ, tỏ ý muốn đi. Nhưng Thiết Thủ chỉ lắc đầu, nhướng mày trầm giọng nói. Tập phu nhân. Chàng vừa thốt ra ba chữ này, Tập Thu Nhai và Lãnh Huyết đều ngây người. Đôi mắt lớn của Tập Mai Hồng thì lại khẽ chớp, còn Mông Diện nữ tử thì hoàn toàn chấn động. Nhìn tấm sa trên mặt của y thị lộ ra, lại đột nhiên lại căng ra, có thể biết được y thị đang kinh hãi nhường nào. Đúng lúc này, ở sau lưng của y thị bất ngờ vang tới một tiếng thét. Tiếng thét này là do một người dùng toàn lực mà thét lên. Người này tuy không biết võ công, nhưng mà tiếng thét vang tới đúng lúc, vào lúc Mông Diện nữ nhân đang hoảng loạn nhất, khiến cho y thị lại khẽ run lên một cái rồi quay đầu theo phản xạ. Tình hình bị kinh động quay đầu lại, so với lúc nãy Lãnh Huyết quay đầu lại là bởi vì sự xuất hiện của Tập Mai Hồng hoàn toàn là không giống nhau. Quay đầu thì mất bao nhiêu thời gian chứ, chỉ bất quá là một nháy mắt. Nhưng lần này, một lần quay đầu là vĩnh viễn. Bởi vì đầu của thị đã vĩnh viễn không thể quay lại được nữa. Trong sát na mà Mông Diện nữ nhân quay đầu lại, Thiết Thủ lập tức sáp lại gần, song thủ đã ra rồi lại chập lại, kẹp lấy thiết phiến. Cử nhà phiến đã bị kẹp giống như trong tảng đá, không thể nào di động được nửa phần. Cùng lúc đó, Lãnh Huyết xuất kiếm. Kiếm sượt qua cổ của Tập Mai Hồng, xuyên vào yết hầu của Mông Diện nữ nhân một cái. Rồi phụt ra một tiếng, gáy của y thị đã xuất hiện một kiếm đầy máu. Cả bốn người đứng yên bất động. Đến lúc đôi mắt kinh hãi của Tập Mai Hồng dần dần lại có thần sắc, Tập Thu Nhai chạy tới kéo nàng ta ra, giải huyệt đạo cho nàng. Tập Mai Hồng mới gục vào đầu vai của y, khóc lên nức nở. Là tẩu tử. Trên mặt đất bây giờ có sáu cỗ thi thể, hai quân bình, một tráng đình, Quách Thu Phong, đại hán to lớn và Tập phu nhân. Bất kể ai là trung, ai là gian, ai là xấu, ai là tốt, ai là quý, ai là hèn, khi mà chết rồi thì chỉ còn là một cỗ thi thể không sinh mạng, hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn giống nhau. Tập Thu Nhai vẫn còn chưa hết khiếp hãi, kể lại chuyện đã xảy ra cho Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Tập Cam chính là Tráng Đình đã chết, đến nhà Quách Bộ Đầu tìm ta. Nói là đại tẩu tìm ta về trang, Thiết Nhị Gia và Lãnh Tứ Gia đã làm cho đại ca phục hồi lại rồi. Ta đã có thể trở về được, mọi chuyện đã ổn thỏa. Vậy cho nên, ta liền đi theo hắn rời đi. Quách Bộ Đầu lại cũng không yên tâm, cho nên cũng là đi theo. Khi mà tới đây rồi, thì đột nhiên lại có ba người bịt mặt, nhảy ra là muốn giết chết ta. Quách Bộ Đầu vừa giao thủ với ba tên thích khách bảo vệ cho ta, vừa kêu ta hãy chạy lên trên, phong tỏa đài để mà cầu cứu quan binh. Nhưng mà bọn chúng đã truy sát tới nơi rồi. Quách Bộ Đầu đã liều mạng cứu ta, hy sinh đi tính mạng. Hai quân binh cũng đã nhảy vào. Nhưng mà đều bị chúng giết cả. Tập Cam lại không biết là chuyện gì xảy ra, nhảy ra bảo vệ ta. Nhưng đúng lúc là bị Mông Diện nữ nhân, chính là đại tẩu giết chết. Sau đó các vị cũng đã tới nơi. Người vừa kêu lên một tiếng sau lưng của Tập phu nhân chính là Tiểu Trần.
Sau khi thiết thủ, Lãnh Huyết đặt Tiểu Trân xuống để mà xông tới Phong Hỏa Đài. Tập Mai Hồng cũng là nôn nóng, bảo Tiểu Trân lưu lại đó, rồi lại lướt lên. Chỉ có điều khinh công của nàng đương nhiên là không thể bì với thiết thủ và Lãnh Huyết, vì vậy nên đã chậm mất một chút. Chỉ là một chút đó mà thôi, cũng đã đủ để cho thiết thủ phải cứu Tập Thu Nhai, Lãnh Huyết giết một đại hán cao lớn. Khi mà Tiểu Trân chạy tới, Tập Phu Nhân đã uy hiếp khống chế Tập Mai Hồng, do Tập Phu Nhân đã hoàn toàn dùng toàn thần để chú ý tới đại địch trước mắt, vậy cho nên lại không hề phát hiện ra Tiểu Trân đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Nhưng mà Tiểu Trân không hề biết võ công. Sau khi nàng hiểu được tình thế, bèn dùng hết sức lực của mình, thét lên một tiếng. Nàng tin rằng nếu như mình có thể làm mông dễ nữ nhân kia phân tâm, thiết thủ và Lãnh Huyết nhất định là sẽ có cách ứng phó. Tiếng thét của nàng quả nhiên đã có hiệu quả. Thiết thủ lại thấy Tập Phu Nhân ngã xuống, mới nhào lên một tiếng, nhảy xuống cầu thang. Thấy Tiểu Trân, chàng lại mỉm cười. Nhìn thần tình vừa tinh nghịch vừa sợ hãi của nàng, chàng lại không nén nổi, đưa tay xoa nhẹ lên trên đầu của nàng. Thì ra cô nương, hét là cũng lớn lắm chứ. Tiểu Trân lại bật cười. Thiết thủ lại thấy Tiểu Trân cười cười tươi tắn như vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc yêu thương. Nhưng mà lại chỉ một thoáng rồi lập tức biến mất, cánh tay đưa ra cũng đã thu lại. Tiểu Trân lúc này mới chậm chậm bước lên trên Phong Hỏa Đài, băng bó cho Tập Thu Nhai. Nghe Tập Thu Nhai kể xong, thiết thủ và Lãnh Huyết cũng đã quỳ xuống trước thi thể của Quách Thu Phong, khấu đầu ba cái. Sắc mặt của thiết thủ đành lại giống như là một tảng sắt. Quách huynh, huynh tận chức trách mà chết, vì bằng hữu mà hy sinh. Huynh cứ yên lòng đi, tâm nguyện của huynh, chúng ta sẽ thay huynh thực hiện. Lãnh Huyết gần giọng nói từng chữ. Quách huynh, tuy là huynh không phải chết vì chúng ta, nhưng mà cũng có thể nói là bởi vì chúng ta đã liên lụy tới huynh. Hãy yên tâm đi, những chuyện mà huynh chưa làm, chúng ta sẽ làm hết cho bằng được. Bạch Vân Phi, Quách Thu Phong vẫn còn hai chuyện đang dang dở. Một là hy vọng đệ đệ duy nhất của y cũng có thể trở thành một người chấp pháp, vì dân trừ hại. Hai là vụ án thúc thúc y đã bị sát hại vẫn còn chưa phá. Những lời này của thuyết thủ và Lãnh Huyết, tuy rằng nói với một người chết, nhưng bọn họ nhất tự thiên kim, dù có chết đi cũng sẽ không thay đổi, coi như là đã tự nhận lấy hai việc đó là một việc của mình. Tập Thu Nhai lại không nén nổi tò mò, buột miệng. Thiết nhị gia, Lãnh tứ gia, vậy không biết làm sao mà hai vị biết được mông diện đó lại là... Lãnh Huyết nói. Ta không biết, nhị sư huynh biết. Vừa nói, chàng vừa đưa mắt nhìn thiết thủ. Thiết thủ lại mỉm cười. Ta cũng là không biết, mà chỉ là đoán. Ánh mắt của thiết thủ lộ ra vẻ trầm tư. Đầu tiên, ta đã nhìn thấy thi thể của Tráng Đinh Tập Gia Trang ở trên Phong Hỏa Đài. Thiết tưởng là người này chính là người đã tới nhà của Quách Thu Phòng để mời nhị công tử hồi trang. Đương nhiên là người muốn mời nhị công tử không thể là ba tên thích khách này được. Nếu như phải, thì bọn chúng cũng đâu cần phải bịt mặt để mà phòng vạn nhất không giết được nhị công tử lại còn bị nhận ra. Người có thể sai khiến được Tráng Đinh ở trong Tập Gia Trang, đương nhiên là phải là một người có quyền lực trong trang. Mà người này lại đã không muốn bại lộ thân phận, vì vậy sẽ có khả năng là một trong ba tên thích khách bịt mặt đó. Chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Tập Tam tiểu thư đã bị người này uy hiếp là bởi vì đã nhìn thấy diện mạo của y mà quái đối, kinh hãi, cho nên đã quên mất cả kháng cự. Vậy cho nên ta đã suy đoán mông diện nhân này nhất định là người quen của Tam tiểu thư, thậm chí có thể là trưởng bối. Với tính cách của Tam tiểu thư, nếu như không phải là trưởng bối, rất có thể là nàng ta sẽ tức giận mà ra tay nặng hơn. Tất cả những điều này đều làm cho ta liên tưởng đến một vị Tập phu nhân đã mất tích thần bí. Vậy cho nên đã thuận miệng gọi một tiếng, hy vọng có thể khiến cho y thị phân trần. Nhưng mà không ngờ, quả nhiên đã gọi trúng thần phận. Chỉ là nếu như không có tiếng hét của chân tiểu chân cô nương, muốn cứu Tập Tam tiểu thư, e rằng vẫn là chưa chắc, là kiến diệu như vậy. Nói tới đây, chàng vừa liếc nhìn Tiểu Chân giống như muốn khen ngợi. Tiểu Chân cúi đầu, chiếc gáy nhỏ xinh đẹp của nàng lại tạo thành một góc cung đầy đặn, khiến cho người ta có một cảm giác hạnh phúc và an bình. Tập Thu Nhai lại nắm lấy bàn tay băng bó vết thương cho y của Tiểu Trân, lại mỉm cười. Tiểu Trân, thực sự không ngờ nàng lại kêu lớn như vậy. Y lại không hề để ý tới mi tâm của Tiểu Trân đang khẽ nhíu. Tập Thu Nhai lại nói. Lúc ta nghe nàng kêu lên, lại còn tưởng là nàng cũng đã xảy ra chuyện gì mất. Tập Mai Hồng lại ngỡ ngàng. Đại tẩu, vậy không phải đã thất tung rồi sao? Tại sao đại tẩu lại phải làm như thế? Nàng mở to mắt nhìn thiết thủ với vẻ chờ đợi, rõ ràng là đã coi chàng giống như vạn sự, tinh thông. Thiết thủ lại trầm giọng.
Ta cũng chẳng hiểu là vì sao. Ta lại càng không ngờ rằng đại tẩu của cô nương lại là nữ đệ tử Lê Lộ Vũ của thần phiến tử. Tập Mai Hồng lại kinh hãi thốt. Cái gì? Đại tẩu là... Tập Thu Nhai cũng kinh ngạc nói. Huynh là nói, đại tẩu là thiết phiến dạ xoa. Thiết thủ lại nói. Lê Lộ Vũ sát nhân phóng hỏa và cướp của giết người, ái tài như mạng, đích thực là con ngoại hiệu khó nghe đó. Tập Thu Nhai lại kêu lên. Ta chỉ biết là đại tẩu vốn họ Lê. Hai năm trước, nhị quản sự là mới giới thiệu cho đại ca. Tập Mai Hồng cũng ngạc nhiên. Ta thậm chí là còn không hề biết đại tẩu là biết võ công nữa. Thiết thủ lại cau mày. Kế thất của đại ca hai người không ngờ lại làm Lê Hộ Vũ. Bên trong chỉ sợ là nhất định có nội tình mà người ta lại không biết được. Tập Thu Nhai lắp bắp. Vậy người còn lại là ai? Lực tay của hắn rất mạnh. Đao của ta cũng đã bị y đập bay mất. Thiết thủ lại nói. Lực tay của người này đương nhiên là phải mạnh rồi. Bởi vì y chính là Lữ Trọng. Tập Mai Hồng lại giật mình kêu. Lữ Trọng? Đại lực thần Lữ Trọng? Tập Thu Nhai lại lẩm bẩm. Vậy chẳng trách một côn của hắn có thể đánh bay đao trên tay của ta. Cơ hồ giống như y muốn tìm cớ để giải thích cho chuyện mà mình bị đánh văng vũ khí, nhưng mà lại quên mất một côn của Lữ Trọng cũng đã đánh vào khuỷu tay của thiết thủ. Kết quả là đồng côn của y đã gãy đoạn, chứ không phải là tay của chàng. Lãnh Huyết đột nhiên lại nói với thiết thủ. Hai tên đại đạo giết người không chớp mắt, Lữ Trọng và Lê Lộ Vũ đều ở đây. Thêm vào Nhạc Quân và Đường Sao đã bị chúng ta giết chết đến 3 ngày trước. Đây không phải là chuyện rất trùng hợp sao? Thiết thủ lại gật đầu. Trùng hợp là Tập gia chàng lại là lãnh tụ của võ lâm vùng này. So với 8 trang viên bị hủy diệt đó, còn có phân lượng hơn rất nhiều. Thiết thủ và Lãnh Huyết nói vậy, 3 người còn lại đều không biết rốt cuộc kẻ nào mới đang thảo luận về việc gì. Lại chợt nghe thiết thủ đằng hắng một tiếng. Tam tiểu thư. Tập Mai Hồng lại nghiêng nghiêng. Hả? Thiết thủ lại hỏi. Chúng ta... Cái chuyện ở nhà của Quách Bộ Đầu là y nói cho cô nương, có phải không? Tập Mai Hồng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy, nhưng cũng quay đầu lại, gật đầu đáp. Đúng rồi. Vậy thì... Thiết thủ lại nói. Sau khi biết được tin chúng ta ở nhà Quách Bộ Đầu, cô nương lại có nói với đại tẩu của mình không? Ta làm sao mà nói được chứ? Tập Mai Hồng trợn tròn mắt hỏi ngược lại. Đại tẩu đã thất tung mấy ngày rồi. Ta vẫn còn tưởng đại tẩu đã bị đại ca hạ độc thủ. Nhưng ai ngờ... Nhưng mà ta có nói chuyện này cho một người khác. Ai? Là tam quản gia, Lương Ngộ Thúc Thúc. Thiết thủ và Lãnh Huyết không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Thiết thủ lại trầm giọng nói. Cô nương chỉ nói cho một mình y thôi sao? Tập Mai Hồng khẽ gật đầu. Thiết thủ lại nói. 3 người bịt mặt đó, một là Lữ Trọng, một là Lê Lộ Vũ. Thân hình người còn lại ta nhìn rất quen, nhưng mà lại không biết đã gặp qua ở đâu rồi. Lãnh Huyết lại tiếp lời. Vóc dáng đó rất là giống với Tập Lương Ngộ. Hơn nữa, lại không chỉ một mình y biết huynh và đệ đều là không ở nhà Quách Thù Phòng. Rất dễ dàng dẫn dụ Tập Nhị Công Tử ra ngoài, rồi lại động thủ luôn ở trên đường. Vấn đề còn lại chỉ là tại sao Tập Lương Ngộ lại muốn giết Nhị Công Tử? Chuyện này có liên quan gì tới Tập Trang Chủ? Và có quan hệ gì với những vụ sát nhân phóng hỏa gần đây? Tập Mai Hồng lại trợn to đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Lãnh Huyết. Nàng thực sự là không hiểu tại sao con người trầm mặc ít nói này lại có năng lực phân tích sắc bén như vậy. Chỉ nghe thiết thủ nói. Câu đố này, chúng ta lại phải đến Tập gia chàng mới có khả năng giải quyết. Lãnh Huyết lại nói. Nếu như muốn đi, chỉ sợ là phải lập tức động thân. Nếu như còn chần chờ, e là sẽ không kịp. Tập Mai Hồng nghe như vậy thì lấy làm bất phục, lại không khỏi buột miệng. Có gì mà chậm với không chậm? Lãnh Huyết lại kiên nhẫn, đáp mà lại không hề tỏ ra vẻ khó chịu. Bởi vì khi chúng ta nghĩ ra vụ ám sát này liên quan đến tam quản sự của Tập gia chàng, thì đối phương cũng có thể liệu được rằng chúng ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Tập Mai Hồng xem ra vẫn chưa phục hẳn, lại trừng mắt lên. Bọn chúng nghĩ tới thì sao? Lẽ nào đi mua một cái mai rùa về để mà rụt đầu vào trong đó ẩn trốn? Lãnh Huyết lạnh lùng đáp. Nếu như trốn thì lại không có vấn đề gì. Chỉ sợ là bọn chúng không trốn, mà là sẽ có hành động. Tỷ như là đối phó lệnh huynh vậy chẳng hạn. Tập Mai Hồng và Tập Thu Nhai cũng nhảy dựng. Đi thôi, chúng ta phải lập tức đi ngay. Hết chương.
hồi 10, 64 cái ghế. Trước cửa tập gia trang, hoa tím mọc đầy mặt đất, điểm xuyết cho thảm cọ mềm mại giống như là một tấm thảm thêu hoa tinh tế và tỉ mỉ. Gió thổi thấm lòng người, nơi tận cùng của bãi cỏ là một cái cửa lớn của tập gia trang. Trước cửa chỉ có một người. Người này thân hình gù gù, miệng ngậm tẩu thuốc, nét mặt tươi cười. Tuy rằng niên kỷ đã cao, nhưng mà tuyệt đối không có vẻ già lão khọm lọm, ngược lại rất có uy thế. Thiết Thủ và Lãnh Huyết trầm tĩnh đi về phía trước. Tập Mai Hồng không hiểu làm sao hai người vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Nàng cơ hồ không thể nào nhịn được mà chỉ muốn chỉ thẳng vào gương mặt đang cười giả tạo của lão hồ ly kia mà mắng chửi. Người còn mặt mũi mà nhìn ta sao? Nhưng mà có điều, nàng chưa kịp thốt ra thì Tập Lức Ngộ đã cười hì hì nói. Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư vẫn là khỏe chứ? Hai vị đã trở về rồi. Tập Mai Hồng để tức đến sững người ra, còn Tập Thu Nhai thì lại hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta không trở về để cho ngươi đắc ý hay sao? Tập Lương Ngộ dường như không nghe Tập Thu Nhai nói gì, lại nheo nheo mắt cười nói. Mau vào trong đi, trang chủ đang chờ đợi các vị lâu lắm rồi đó. Nói xong y lại cười hì hì dưới ánh mắt trên mặt của Thiết Thủ, Lãnh Huyết. Trang chủ cũng là đang chờ đợi Thiết Nhị gia và Lãnh Tứ gia. Hả? Thiết Thủ trầm giọng nói. Vậy thì phải làm phiền Tam quản sự dẫn lộ vậy. Tập Lương Ngộ lại không người đi về phía trước. Tập Mai Hồng tức giận không nhịn được, lướt lên trên định tát cho lão ta một cái. Nhưng mà thân ảnh của nàng vừa động thì lại chợt cảm thấy bàn tay của mình đang bị nắm lấy. Người kia chỉ nhẹ nhàng nắm rồi lập tức buông tay. Tập Mai Hồng kêu lên một tiếng, lại quay đầu nhìn lại. Thì ra là Lãnh Huyết. Mặt của chàng lúc này đã đỏ giống như là màu gà trống. Tập Thu Nhai liếc nhìn thấy như vậy liền nói. Sao thế? Tập Mai Hồng lại thấp giọng. Không có gì. Hai lỗ tai của nàng cũng nóng bừng. Lúc này Thiết Thủ đã sải bước đi theo sau của Tập Lương Ngộ. Những người còn lại tự nhiên là cũng đi theo phía sau. Đại sảnh rất rộng rãi, đạt tới 64 cái ghế. 64 cái ghế này đặt rất bừa bãi. Có cái hướng ra bên ngoài, có cái hướng vào trong, có cái thì là hướng đông, có cái thì lại hướng tây. Mà màu sắc, chất gỗ, hình dáng, thậm chí là lớn nhỏ cũng là hoàn toàn khác nhau. Có một chiếc tay vịn hình rồng, cũng có những chiếc chỉ là những cái đôn tròn, không có cả lưng ghế để mà dựa. Có những chiếc điêu khắc tinh kỳ, hoa lệ giống như ngự tọa. Có thể có chiếc chỉ là sơn qua loa, còn mất cả chân ghế. Trong 64 chiếc ghế này, có một chiếc hình dáng thập phần kỳ quái, làm bằng gỗ đặc ruột, hình bát quái. Bên trên có một người đang ngồi. Người này đầu tóc rũ rượi, toàn thân bẩn thỉu, nhưng mà lông mày dài đến tận mai và gương mặt lộ ra vẻ trầm tư, làm cho người ta có một loại ấn tượng là y đã thập phần ôn nhu và văn nhã. Người này ngồi trong đó xếp ban tọa, trên đùi gác một thanh đao. Đây không phải là lần đầu tiên Thiết Thủ và Lãnh Huyết nhìn thấy người này. Nhưng lần đầu tiên Thiết Thủ và Lãnh Huyết được nhìn thấy y, người này vẫn là còn bị nhốt trong địa đao. Người này đương nhiên chính là trang chủ của tập gia trang, Tập Tiếu Phong. Sau lưng của y có một giá bình khí, trên giá này có 40 thanh đơn đao, hình dạng khác nhau. Tập Thu Nhai vừa thấy Tập Tiếu Phong liền ngây người, lại buột miệng thốt. Đại ca. Y vừa kêu, lại còn lùi lại một bước nhỏ. Tiểu Trần lại nhìn thấy Tập Tiếu Phong, sắc mặt trở nên trắng bệch, lẩn ra sau lưng của mọi người. Chỉ dám ló mắt ra mà nhìn, sau đó mới phát hiện ra người đó là Thiết Thủ. Tập Mai Hồng là một người vui vẻ nhất, lại reo lên. Đại ca, huynh lại không điên nữa sao? Tập Tiếu Phong lại bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt chậm chậm lại nhìn sang phía Thiết Thủ, rồi lại nhìn Lãnh Huyết, từ từ nói. Thiết đại gia, Lãnh đại gia, cửu ngưỡng. Thiết Thủ lại cũng chậm rãi gật đầu. Tập trang chủ, không cần phải khách khí, cứ gọi ta là Thiết Du Hạ vậy là được rồi. Tập Thu Nhai dường như vẫn còn chưa hết kinh khiếp, vị đại ca tính tình cổ quái này của mình lại chẳng dám lên tiếng. Tập Mai Hồng lại lanh chanh nói. Đại ca, dọc đường tới đây, bà muội đã bị thích khách tập kích đó, đều là hảo sự của Tam quản sự làm ra đó. Tập Tiếu Phong lại sầm mặt quát. Nói bậy. Tam quản sự đối với tập gia trang xưa nay trung thành thành cẩn, làm sao lại làm ra những cái chuyện đó được? Miệng nữ nhi, không được nói bừa. Tập Mai Hồng bị mắng cho một chập, lại giận dỗi rầu môi, cô hồ như là muốn khóc. Tập Lương Ngộ lại đứng bên cạnh cũng đã bước tới, khom người sát đất nói. Đúng, đúng rồi. Tam tiểu thư à, hiểu lầm hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm tiểu nhân thật mà. Xin trang chủ hãy minh giám.
Tập Tiếu Phong lại quát lên với Tập Mai Hồng. Còn không mau bồi tội với Tam Quản Sứ. Tập Tiếu Phong gần đây tùy tính tình cổ quái, nhưng mà rất hiếm khi phải phát tác với Tập Mai Hồng, cho nên nàng ta đã nghe y nói như vậy lại càng cảm thấy oan khuất. Tập Tiếu Phong đột nhiên lại thẳng người dậy, chưa kịp nhìn thấy y thì đã có bất cứ động tác gì, đã tới giữa Tập Mai Hồng và Tập Lương Ngộ quát lên. Con không xin lỗi. Thiết Thủ và Lãnh Huyết biết rõ võ công của trang chủ Tập Gia Trang nhất định là có điểm hơn người, nhưng mà không ngờ cả khi khinh công của y cũng cao thâm như vậy, trong lòng đều đã thầm đề phòng. Tập Mai Hồng lại rầu môi nói, muội. Rồi đột nhiên một loại kình phong giết lên, Tập Lương Ngộ bất ngờ lại ngã xuống. Biến hóa này quả nhiên diễn ra rất nhanh, chúng nhân vẫn còn chưa nhìn rõ thì Tập Tiếu Phong đã điểm vào huyệt đạo của Tập Lương Ngộ. Bây giờ Tập Tiếu Phong mới nói, kỳ thực chuyện Tam Quản Sự sát nhân giết người ta đã sớm lưu tâm, chỉ là vẫn luôn án mình bất động để mà đề phòng đả thảo kinh xả, hiện giờ đã có thể chế trụ được ngươi rồi. Tập Mai Hồng và Tập Thu Nhai đều kinh ngạc nhìn huynh trưởng của mình tỉnh táo. Lãnh Huyết lại chợt nói, chỉ sợ Tập Tam Quản Sự là vẫn chưa phải là chủ mưu đâu. Tập Tiếu Phong lại hơi ngẩn người. Vậy ý của Lãnh Tứ Gia là? Lãnh Huyết nói, gần tháng này vùng Lưỡng Hà liên tiếp có 8 trang viên hoặc là thôn làng đã gặp họa diệt môn. Dẫn đầu đám tặc vị này là 6 tên ác nhân. Trong 6 tên này, Nhạc Quân, Đường Sao đã chết trong tay của chúng ta rồi. Lê Lộ Vũ và Lữ Trọng, trong 3 tên đã ám sát Tập nhị thiếu gia hôm nay, chỉ sợ cũng là 2 trong 4 tên phỉ đồ còn lại còn đó. Tới đây, chàng lại nhìn thẳng vào mặt của Tập Tiếu Phong. Đám đầu sọ đó, ít nhất là cũng còn lại 2 người. Nếu một trong 2 kẻ đó là Tập Tam Quản Sự, vậy một người nữa là ai? Tập Tiếu Phong lại cười khổ. Ngài hỏi ta sao? Thiết Thủ lại bổ sung. Chúng ta mới biết được ác nhân cướp của giết người Lê Lộ Vũ lại chính là Tôn Phu Nhân. Tập Tiếu Phong lại nhướng mày. Các vị đã làm gì à rồi? Thiết Thủ trầm ngâm. Tôn Phu Nhân uy hiếp Tam Tiểu Thư, chúng ta là vì cứu người, cho nên đã giết chết y thị. Tập Tiếu Phong lại giật mình. Ta chết rồi. Thiết Thủ, Lãnh Huyết lại ngầm giới bị, đề phòng y bất ngờ tấn công giống như đối lập với Tập Lương Ngộ. Phải. Tập Tiếu Phong lại đột nhiên cười lên sằng sặc, dáng vẻ thống khoái phi thường. Hay lắm, hay. Sau đó lại nói, nữ nhân như vậy, đáng chết. Chúng nhân lại được một phen ngạc nhiên. Tập Tiếu Phong nước mắt ròng ròng, lại ngẩng đầu lên nói, các vị giết hay lắm. Đáng tiếc, chủ mưu không phải là ta, mà ta cũng không phải là một trong 3 cái tên đầu sọ đó. Tập Mai Hồng bây giờ mới nhận ra Lãnh Huyết và Thiết Thủ đã hoài nghi đại ca của mình, tức giận quát. Đại ca là nhất phương chi chủ, làm sao lại làm ra những chuyện mờ ám đó được? Thiết Thủ lại nói, Tam Tiểu Thư, chúng ta là cũng hy vọng lệnh huynh không có làm ra những chuyện đó. Có điều, vẫn là còn rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có một nhân chứng sống ở đây. Có lẽ từ miệng của hắn có thể biết được thêm điều gì đó. Vậy thì cũng không chừng. Lãnh Huyết lại tiếp lời. Nhưng mà nếu như Tam Quản Sự đã xảy ra chuyện gì, thì không thể nào khai ra được đồng bọn của hắn. Vậy cho nên, bất cứ ai, cho dù là lấy danh nghĩa diệt trừ đặc tạo, tặc đạo, hay là nhất thời phẫn nộ đi nữa, cũng sẽ bị nghi ngờ là đồng mưu. Tập Tiếu Phong lại thở dài. Nhị vị quả nhiên không hồ là giang bổ, hành sự cẩn thận hơn người. Vậy xin các vị cứ hỏi, ta có thể đảm bảo Tam Quản Sự tuyệt đối không xảy ra chuyện. Lời của y vẫn còn chưa dứt, Tập Lương Ngộ ở dưới đất đã bật dậy. Thiết Thủ và Lãnh Huyết chỉ đề phòng người khác giết Tập Lương Ngộ diệt khẩu, chứ không thể nào ngờ kẻ sát ngân diệt khẩu lại chính là bản thân của y. Tập Lương Ngộ nhảy lên, nằm ngón tay móc vào động mạch ở trên cổ của Thiết Thủ. Thiết Thủ tuy không đề phòng Tập Lương Ngộ bắt đồ ám kích, nhưng mà bất cứ một kẻ nào muốn tiếp cận chàng cũng không phải là chuyện dễ. Chàng phản thủ hất lên, ngũ chỉ của Tập Lương Ngộ liền chộp vào cánh tay hữu của chàng. Chỉ nghe cách một tiếng, bàn tay của Tập Lương Ngộ giống như chạm phải một vật điện, bật ngược ra. Ống tay áo của Thiết Thủ cũng giống như là bị đốt cháy, xuất hiện 5 lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Nhưng mà cánh tay còn lại của Tập Lương Ngộ đã tóm lấy hậu tâm của Tiểu Trần. Thiết Thủ vẫn gầm lên một tiếng, vùng tay ra định tấn công, nhưng mà cuối cùng vẫn không dám động thủ, vì Tập Lương Ngộ đã nói một câu. Ngươi mà động thủ, ta sẽ giết chết nữ nhân này. Đúng lúc Thiết Thủ gầm lên tức giận, thì Lãnh Huyết lại chợt cảm thấy cố kình phong giết lên phía sau gáy. Chàng lại vội vã, ngả người ra phía trước. Cùng lúc đó, kiếm cũng đã đâm ngược ra phía sau.
Do chiêu này của chàng phản kích vừa nhanh vừa hiểm, cho nên kiếm thậm chí vẫn còn chưa rút ra khỏi thắt lưng, đã đâm ra rồi. Kiếm của chàng xưa nay đều không có vỏ. Lúc này, Tập Mai Hồng đang đứng đối diện với Lãnh Huyết, cho nên nàng nhìn thấy rất rõ người đánh lén chàng và chỉ kịp thét lên một tiếng. Nhưng mà cùng lúc với tiếng thét của nàng, Lãnh Huyết đã giao thủ 17 chiêu với đối phương trong tư thế ngược, kiếm vẫn chưa rời ra khỏi thắt lưng. 17 chiêu này, Lãnh Huyết hoàn toàn là không hề có cơ hội quay người lại ứng chiến, bởi vì thế công của đối phương quả thực là quá nhanh. Tập Mai Hồng lại dứt tiếng hét, hoảng hốt lại kêu lên. Đại ca, Huynh làm gì thế? Lời vừa thốt ra, Lãnh Huyết lập tức khẳng định kẻ ám thích mình chính là Tập Tiểu Phong. Lúc mà Lãnh Huyết biết đối phương là Tập Tiểu Phong thì đã giao thủ được hơn 20 chiêu. Trong 20 chiêu này, chẳng có tiến mà cũng có thoái, biến đổi 7-8 loại kiếm khác nhau. Tuy rằng vị trí phát kiếm ứng chiến lúc này của chàng lại khiến cho tiến lên ngược lại trở thành giật lùi trở thành tiến tới, nhưng mà thủy chung chàng vẫn là vô phương quay lại người. Thiết Thủ và Lãnh Huyết không chỉ là đồng liêu mà còn là đồng môn. Hai người cùng nhau lưu đãng giang hồ, vì dân trừ hại không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại nạn, hiểm ác phong ba, cho nên cả hai người đều hiểu nhau như là chính bản thân của mình vậy. Thiết Thủ lại liếc thấy Lãnh Huyết bị Tập Tiểu Phong truy kích, tuy đã rơi vào thế hạ phong, nhưng mà chàng vẫn có thể khẳng định Lãnh Huyết tạm thời tuyệt đối không có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần đối phương không giết chết được chàng ngay từ lần khiêu chiến đầu tiên, vậy thì Lãnh Huyết từ lúc nào cũng có thể càng đánh càng mạnh, phản thại bại thành thắng. Thiết Thủ vĩnh viễn sẽ tin tưởng Lãnh Huyết, giống như là Lãnh Huyết cũng tin tưởng Thiết Thủ như vậy. Thiết Thủ biết mình đang phải đối mặt với một tình thế còn khó ứng phó hơn cả Lãnh Huyết gấp trăm gấp bội. Tuy rằng võ công của Tập Lương Ngộ này chắc chắn là cũng chẳng hơn được Tập Thu Nhai là bao, căn bản là không thể nào so sánh với Tập Thiếu Phong, nhưng mà y lại là thao túng sinh mạng của một người. Sinh mạng của một nữ tử đáng thương hoàn toàn không hề biết võ công. Sinh mạng của Tiểu Trần. Lòng bàn tay của Thiết Thủ ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà khóe miệng vẫn mỉm cười bình tĩnh. Nhiều phen phong ba hiểm trở về từ Quỷ Môn Quan đã dạy cho Thiết Thủ một điều. Phạm là cục diện bất lợi cho mình, biểu hiện càng chấn định thì sẽ càng có cơ hội lật ngược tình thế. Ngược lại, tình hình sẽ càng chỉ xấu đi mà thôi. Ở trên giang hồ, cho dù là bạn hữu cũng có thể dùng thái độ báo hỷ không báo ưu để mà ứng phó, huống hồ là địch nhân. Mà kỳ thực ở trong giang hồ hỗn loạn này, bạn hữu cũng là không biết có lúc nào đột nhiên lắc mình, chuyển thành một địch nhân hay không nữa. Thiết Thủ lại mỉm cười. Tam quản gia, hình như người đã bắt sai người rồi. Vì cô nương này hoàn toàn không biết võ công. Tập Lương Ngộ lại thoáng ngây người, y lại bất ngờ ám toán Thiết Thủ, nhưng bởi vì biết công lực của chàng cho nên cũng không ôm hy vọng lớn lắm. Vì vậy vừa xuất thủ tấn công Thiết Thủ, đồng thời cũng là chụp lấy Tiểu Trần, đích thực là muốn dùng nàng để uy hiếp Thiết Thủ. Ít nhất là cũng đủ để lấy thân của nàng ta là một tấm mộc che thân ở trong đó cùng một lúc. Câu nói này của Thiết Thủ khiến cho tác dụng thứ nhất mà y tiên liệu đã hầu như không còn. Tiểu Trần chỉ là một nữ tử không quan trọng, muốn lấy nàng ta ra để uy hiếp Thiết Thủ thì là không thể nào được. Nhưng mà lúc đó, Tập Lương Ngộ lại không hề xuất thủ với Tập Mai Hồng hoặc là Tập Thu Nhai, bởi vì vẫn còn có Tập Thiếu Phong. Chỉ cần Tập Thiếu Phong này không ra tay tiếp ứng, bản thân của y sẽ lọt vào giữa vòng vây của hai đại cao thủ. Lúc đó thì tình hình sẽ cực kỳ thê thảm. Tập Lương Ngộ lại cười gằn. Thiết Thủ, ngươi là bổ đầu, quan sai lẽ nào lại bất chấp tính mạng của lương dân? Câu nói này của Tập Lương Ngộ đã điểm trúng điểm yếu ở trong lòng của Thiết Thủ. Chàng nghe mà lại không khỏi thầm thở dài, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường như không, lại chỉ mỉm cười không nói gì. Đúng lúc này, chàng đã tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Trần. Tiểu Trần bị Tập Lương Ngộ chụp trúng hậu tâm, tự nhiên là không thể nào dãy dụa. Cho dù là nàng không bị tóm lấy, nhưng mà có cao thủ giống như Tập Lương Ngộ khống chế một bên, e rằng nàng là cũng khó mà kháng cự được. Người bình thường vào lúc này sẽ cầu xin tha mạng hoặc là cầu xin Thiết Thủ hãy chấp nhận điều kiện cuối cùng của đối phương để mà mình được thoát ra khỏi nguy hiểm trước. Đây là một cách làm tương đối tự tư. Một tình huống khác đó là bị người ta uy hiếp và người muốn giải cứu tình cảm tương đối sâu đậm, cho nên là sẽ không hề kêu đối phương giải cứu cho mình hay là không được khinh cử vọng động. Ngược lại là còn bảo đối phương đừng để ý tới mình, cứ đảo tàu trước hoặc giả là không cần phải cố kỵ, cứ việc xuất thủ đi. Yêu cầu như vậy tức là đã coi tính mạng và sự an nguy của đối phương quan trọng hơn bản thân mình. Vì vậy, người nghe thấy loại yêu cầu đó, tâm thần sẽ cảm thêm rối loạn hơn gấp bội. Nhưng mà Tiểu Trần lại không hề kêu Thiết Thủ bất chấp sự an toàn của nàng, mà lại giống như là một kẻ tục nhân tham sinh úy tử, hét lên. Đừng có giết tôi, xin ngài đừng có mà giết tôi. Thiết đại nhân, ngài không được động thủ, y sẽ giết chết tôi đó. Mấy câu này thể hiện ra Tiểu Trần là một người thập phần
tự tư sợ chết. Nhưng mà lúc này ánh mắt của Thiết Thủ và Tiểu Trần đang nhìn thẳng vào nhau. Từ trong đôi mắt đen và trong sáng long lanh đó của nàng, chàng có thể nhận ra một vài điều. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, chàng đã đọc được cả ngàn lời vạn ý ở trong ánh mắt này. Vì vậy, Thiết Thủ lạnh lùng nói, Tiểu Trần cô nương, chuyện này rất mà khó nói. Ta không thể nào vì cứu cô nương mà để cho phỉ đồ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được. Tập Lương Ngộ lại hay nghe hai người đối thoại, mì tâm khẽ nhăn. Biết được con tin này đối với mình là cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm. Thiết Thủ và nàng ta là cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt, tuyệt đối là sẽ không vì nàng ta mà bỏ qua cho y. Vì vậy, giữ một nữ nhân như vậy trong tay, ngược lại là còn gây thêm phiền phức. Nghĩ tới đó, y lại lập tức muốn đẩy Tiểu Trần ra. Nhưng đúng lúc này, Tập Thu Nha lại chợt kêu lên đau xót. Không, không được, không được làm hại Tiểu Trần. Thiết Nhị gia, ngài là công sai, không có được làm như thế, không được làm hại Tiểu Trần. Ngữ điệu của y vô cùng thê thảm, cơ hồ giống như bật khóc. Tập Lương Ngộ vốn đã định đẩy Tiểu Trần ra, vừa nghe thấy câu này, liền kéo nàng ta đến ngay trước mặt, nằm ngón tay giống như nằm móc câu, tóm chặt không buông. Hết chương. Hết tập 5, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần 2, Toái Mộng Đao.